Hello, chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Chúc tất cả quý vị có một buổi chiều vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Hay, hôm qua nhậu xỉn quá, sáng dậy ông nội, đó, nhức cái đầu. Đó, tự nhiên trong lòng tôi bất chợt nghĩ đến cái vấn đề về nhân sinh, đó, về cuộc sống con người. Hay da, sao nó kỳ cục vậy không biết nữa. Thì mới thấy sưu tầm những cái câu nói về cái kiếp nhân sinh để mình đọc cho quý vị nghe. Đó chính là gì? Mình thấy nó rất là hay. Không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không lầm than sao hiểu chuyện con người, không trôi nổi làm sao mà thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Đúng không? Rồi cái này nó mới hay nữa nè. Không ai làm hết mọi việc trên đời này đó. Cũng không ai xài hết những thứ xa xỉ trên cuộc đời này đó. Cũng không ai ăn hết những cái món ngon vật lạ trên đời này đó. Và không ai mà chết đó, mang theo được bất cứ thứ gì trên đời này đó. Hay, quá hay đúng không? Rồi, còn có cái chuyện này tôi kể nha. Chuyện này vui lắm. Là tôi mới làm cái video đó, một clip ở trên YouTube xong tôi mới để cái tiêu đề. Mà cái tiêu đề là gì? Cái tiêu đề YouTube mới là nó rất là khó, nó rất là nhạy cảm đó, liên quan tới vấn đề mà gọi là chết chóc hay này nọ đó. Chỉ cần có cái từ chết thôi đó là nó sẽ hạn chế mình liền cho nên mình phải tìm một cái từ nào đó để mình thay cái từ chết đi. Ví dụ như là từ là từ trần đó, hoặc là tử vong đó, hoặc là lìa đời gì đó để mình thế vô cái từ chết đó. Thì trong quá trình mà tôi tìm cái từ đó nha, đó, trong cái lúc tôi tìm cái từ đó thì tôi mới phát hiện ra một cái bí mật rất là thú vị, quý vị, rất là thú vị luôn. Ngôn ngữ Việt Nam mình cực kỳ phong phú đó. Tôi kiếm cái từ để tôi thế cái từ chết đó là một, tôi kiếm ra khoảng 100 từ, trời ơi. Xong tôi kiếm ra quá trời từ, xong tôi ghép lại thành bài thơ luôn. Ghép lại thành bài thơ luôn nha. Rồi, nghe cái bài thơ về cái chữ chết của tôi nè. Đó. Từ trần, tự sát, tử vong, qua đời, tự tử, chầu trời buông xuôi. Tự dẫn, đã khuất, lìa đời, tiêu đời mà đi đứt, xuôi tay băng hà. Gặp diêm dương, súng suối vàng, trở về các bụi, chia tay cõi trần. Rồi đời mà đứt bóng, đứt trần, hy sinh nhắm mắt, xuôi tay đi rồi. Mất cũng nghĩa chết vậy thôi. Khuất bóng khuất núi, về chầu tổ tiên, ra đi vĩnh biệt thăng thiên. Tắt thở đắp chiếu, lìa trần ngoẻo queo. Tôi rồi bán muối vào hồn, ngồi lên nóc tổ cũng xong một đời. Xuống lỗ hết một kiếp người, ngàn thu vĩnh biệt về trời Tây Phương. Ông bà ông giải dẫn đường đi tới niết bàn, quá kiếp lai sinh. Thôi thì xong kiếp phàm trần, ăn chuối cả nải ngấm gà khỏa thân. Nó rất là phong phú á, quá phong phú luôn. Rồi thì trong khi tiếng Anh là có cái chữ die không à, die là chết, thì tiếng Việt mình là thấy rối não quá. Rồi mình quay trở lại cái vấn đề cái tin nóng, tin hot trong ngày hôm nay đó quý vị. Đó chính là anh Duy Mạnh nha, đó, ca sĩ Duy Mạnh nha. Đó, anh đã lên tiếng cặc dạ về cái vấn đề của Hồ Văn Cường rất là thâm sâu nha. Đó, rất là thâm sâu, thâm đen luôn chứ không phải thâm sâu. Là kính thưa quý vị, liên quan đến cái vấn đề Hồ Văn Cường và Phi Nhung thì cứ lùm xùm mấy ngày qua và dân mạng đang là rất là quan tâm đó. Thì mới đây anh Duy Mạnh có một cái động thái rất là chất như nước cất luôn đó, chất hơn nước mé luôn chứ đừng nói nước cất. Đó là trên cái bài đăng của ảnh đó thì có một khán giả mới vô là bình luận hỏi anh Duy Mạnh ơi, em thấy anh là kiến thức rất là nhiều, anh cho em hỏi nếu như Phi Nhung đó nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi như thế đó thì sau này có được thừa kế tài sản hay không?
và Hồ Văn Cường có tên trong hộ khẩu của Phi Nhung hay không? Một câu hỏi rất là hay, đúng không? Quá hay. Thì Duy Mạnh đã đáp trả rằng không em nhé, không có đâu. Việt Nam mình đó là chỉ như thế thôi. Đó, còn nhận con nuôi á, nhận con nuôi mà đúng nghĩa đó là phải như là Angelina Jolie và Brad Pitt đó. Đó, và Duy Mạnh có đính kèm theo cái tấm hình gia đình đó, Angelina Jolie gì và Brad Pitt đó, cùng là mấy người con nuôi đó. Duy Mạnh nói là đây mới đúng nghĩa là nhận con nuôi nè. Đó, hay à, cái vấn đề này rất là hay đó quý vị, xuất sắc, xuất sắc. Tại vì sao? Theo như đó báo chí đưa tin và như chúng ta đã biết thì Brad Pitt và Angelina Jolie gì đó nhận nuôi rất là nhiều con nuôi đó, và con nuôi là đa số là những bé mồ côi, trong đó có một bé Việt Nam tên là Bát Thiên, Bát Thiên, tên khai sinh là Phạm Quang Sáng đó, và người ta nhận nuôi như thế mới là con nuôi. Người ta nuôi cho học hành tử tế, người ta lo từ A tới Z đó, và người ta cho quyền thừa kế tài sản. Đó mới gọi là con nuôi, đó mới gọi là nhận con nuôi đó. Và cậu bé Việt Nam tên là Bát Thiên đó, là Phạm Quang Sáng, là con của một người đàn bà đó, mẹ của cậu ấy là một người nghiện ma túy đó, sinh con ra và không có tiền trả 480.000 ở bệnh viện và bỏ trốn đó, bỏ con luôn, bỏ trốn luôn, vì kèm theo một cái địa chỉ đó, cái địa chỉ nhà đó, và cái tên của con. Thì ông bà ngoại cũng nghèo đó, không có ai nuôi dưỡng, thì đã vô tình gặp được cái Angelina Jolie về Việt Nam đó, về Việt Nam nhận con nuôi, và cậu ta đã đổi đời đó, đổi đời luôn. Người ta như thế mới nhận con nuôi đó, chứ không phải xu hướng của Việt Nam mình là thấy người ta nổi tiếng thì bắt đầu là có tài năng thì nhận con nuôi. Người ta như thế mới gọi là nhận con nuôi, thấy không? Đó, Duy Mạnh anh đáp trả rất là ok nha, rất là chất. Rồi, thì liên quan đến cái vấn đề mà cách xe đó, cách xe của Hồ Văn Cường, cách xe của Hồ Văn Cường cũng lùm xùm mấy ngày vừa qua. Đó, có người thì bầu xô cho rằng là bao nhiêu tiền, cách xe rất là bèo, rất là ít. Thì mới đây, đó, một bầu xô nha, một bầu xô tên là Phú, đó, đã đăng đàn, đó, và giải thích rõ vấn đề này. Anh cho rằng là Phi Nhung và Hồ Văn Cường, đó, liên tục hát xô cho gia đình của anh, đó, và cách xê như thế nào, anh là người biết rõ. Và anh đã đăng đàn, và đăng đàn lên, và đã nói thẳng cái vấn đề này trên báo Kênh 14 nha. Đó, cái bài viết của anh như sau. Là thực sự là không thể ngồi yên được, vì càng xem càng thấy bức xúc và thấy cái sự giả dối ngày càng lên ngôi. 6 năm đi hát mà đến bây giờ bố mẹ vẫn phải đi làm ô xin, gia đình đến cái chỗ thờ tự cũng không ra gì. Em Hồ Văn Cường đã từng hát rất nhiều chợ của gia đình của Phú. Bình thường Phi Nhung đi hát cách xe là 60 triệu. Từ lúc có Hồ Văn Cường là xô bà ấy đòi lên 90 triệu. Đó, cho nên đừng có nói là không biết show mình đi hát là bao nhiêu. Quản lý cũng chỉ là đứa làm thuê cho ca sĩ, chứ có phải là bố mẹ ca sĩ đâu mà bảo quản lý mới biết tiền bao nhiêu. Nói cho cái trẻ con nó nghe à. À, thử hỏi tất cả ca sĩ ai là người trên sân khấu mà không biết được mình đi hát được bao nhiêu tiền. À, lên tiếng giùm cái, nghe không? Rồi, quản lý chẳng qua là để thay ca sĩ đi mặc cả giá đó, và thay ca sĩ để đi nhận tiền, để tránh cái mấy ông bầu xô mặc cả mà xin xỏ thôi. À, chứ chả có quyền gì mà điều hành ca sĩ, nên đừng có đổ lỗi cho quản lý. À, ăn tiền hát của con trong 6 năm rồi, đến giờ còn thêm phút giữ cả tiền quán quân của em nữa thì chịu. Bố mẹ Hồ Văn Cường còn khỏe cả, còn minh mẫn, chứ có phải không nhận biết được là tiền hay sao mà có vấn đề gì đầu óc hay đâu mà phải giữ hộ, đúng không? Đó là sự bẩn thỉu. 6 năm đi hát, có ngày chạy 2 show, đây là tiền mồ hôi của Hồ Văn Cường. Bây giờ Phi Nhung bảo đến năm 18 tuổi đưa cho Hồ Văn Cường, tức là lúc gia đình Hồ Văn Cường đang chờ sự bố thí của bà Phi Nhung mà. Nói chung là không thể chấp nhận được. Yêu cầu Phi Nhung làm rõ số tiền cầm của Hồ Văn Cường 6 năm đi hát là bao nhiêu để trả lại cho Hồ Văn Cường. Đây là tiền mồ hôi công sức của em. Việc Phi Nhung đang làm là có dấu hiệu bóc lột trẻ em, người này cho hay.
Khi nhận em Hồ Văn Cường làm con nuôi, lúc đó em đã là quán quân rồi, chứ không phải là nhờ Phi Nhung mà em mới thành công. À, thì à, đã nhận làm con nuôi là phải lo cho con, chứ không phải là bóc lột con, thấy không? Đến lúc sự việc lộ ra lại kể lể là nuôi con ăn học, rồi bố mẹ Hồ Văn Cường ở đây đỡ được tiền nhà, tiền rác, tiền nước, tiền nọ, tiền kia. Xin lỗi bà Tiền, Cường đi hát chỉ tính nguyên lãi gửi ngân hàng đến bây giờ cũng đủ để cho gia đình Cường có cuộc sống đầy đủ. Nhìn vào mắt Hồ Văn Cường và bố mẹ Hồ Văn Cường là thấy toát ra sự bất lực và lo lắng, không biết phải làm như thế nào để tránh xa được bà Phi Nhung ra rồi. Thật sự là thương con quá. Đó, có người bầu xô này cho hay. Đó, đây là cái bài viết của một người bầu xô. Đó. Hey, yeah. Thì đó, như là ca sĩ Duy Mạnh đã lên tiếng nha. Con nuôi á, nhận con nuôi phải như thế, phải như nước ngoài đó, phải như là Brad Pitt và Angelina Jolie đó. Như thế mới là nhận con nuôi. Đó. Quý vị nghĩ sao về cái cái tình huống này? À, quý vị nghĩ như thế nào? À, nghĩ như thế nào à, về cái mối quan hệ như này? À, tôi thì tôi cũng nhức cái răng giả. Duy Mạnh là nổi tiếng nha. Duy Mạnh là nổi tiếng với những cái phát ngôn rất là chất đó quý vị. Anh nói là anh không có ngán gì trơn, anh nói thật. Đó, như hôm trước thì có vụ lùm xùm của bà Hằng đó. Đó, nó mẹ hôm trước mới nhắn tin nhờ suối tao chửi bà Hằng, bây giờ lại lên hát bolero xin lỗi. Và quản lý của Phi Nhung địa nó liên lạc cho anh rồi, và Duy Mạnh bình luận công khai ở trên mạng, anh ta không có sợ gì hết á, ngông rất là ngông đó, anh rất là ngông quý vị. Rồi, ok, và tiếp tục chương trình thì như thường lệ tôi vẫn hay nói đó quý vị, đó là chương trình là vì cuộc sống ấm no đó, nói hoài và nói mãi. Ở đây tôi có cái số Zalo, có cái trang Trường Sơn Hàng Nhật đó, bán rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản nha, đó mọi người có thể vào để ủng hộ đó. Còn đây, sản phẩm mà tôi bán mà chủ đạo nhất á, bán chạy nhất trong thời gian qua đó là cái collagen BH này đó, bán rất là nhiều, mọi người ủng hộ rất là nhiều nha, sản phẩm rất là tốt đó. Mọi người cứ lên Google search lên, là gõ lên là collagen BH là nó ra, collagen BH là nó sẽ ra nha. Đó, đây là cái thương hiệu quốc tế rồi. Đó, giá bán tại Nhật bao nhiêu, giá bán tại Việt Nam bao nhiêu, nó đều có hết nha. Rồi, ở đây không phải là tôi quảng cáo mà gọi là gì, tôi bán cho tôi nha, tôi bán cái này cũng 6-7 năm rồi. Ok, cái collagen này là gì? Khi cái tuổi chúng ta càng ngày càng lớn á, thì cái collagen trên da mặt mình nó sẽ càng bị giảm. Và cái sản phẩm này nó bổ sung collagen, nó làm cho da mặt mình căng lên nè, trắng hồng rạng rỡ nè, cái da mặt mình nó đẹp nè, nó dưỡng ẩm cho da nè. Đó, và nó cải thiện được thần thái khuôn mặt nha. Ok, các anh chị nam nữ BD đều dùng được hết. Đó, các anh chị lưu ý, nếu các chị đẹp dùng mà trai nó bu, hoặc là các anh dùng mà gái nó bu là hàng thiệt. Đó, mà chủ nợ nó bu là hàng giả. Các anh chị lưu ý nha. Rồi, ok, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, ok, ở đây có số Zalo nha, vào kết bạn đó, kết bạn Zalo và ủng hộ Sơn Sàm. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người.